các bạn mình tên là Đào Quỳnh Chi nên nó 63 từ để nói về mình là hiếu thảo tự tin tự lập si mà ngày cổ vũ cho mình. Và hôm nay thì mình sẽ đọc về một nhà hóa học, nhà sư phạm người Nga, người phát minh ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đó chính là Dmitri Ivanovich Mendeleev, nhà khoa học, nhà sư phạm người Nga, người phát minh ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, chìa khóa dẫn đến sự phát minh ra nhiều nguyên tố hóa học mới. Mendeleev sinh ngày 8 tháng 12 năm 1834 tại Tobol, Serbia, trong gia đình có 17 người. Con cha Mendeleev là hiệu trưởng trung học ở Tobol. Năm Mendeleev ra đời, cha cậu bị mù. Vài năm sau thì mất, nên mẹ cậu phải thay chồng chống đỡ cả gia đình đông đúc. Mendeleev lớn lên trong tình yêu thương sự dạy dỗ của mẹ và các anh chị, thừa hưởng những đức tính tốt của cha mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, Mendeleev đã bộc lộ khí chất thông minh, bản lĩnh cương nghị, cương trực. Cậu luôn tâm niệm, mọi thứ trên đời đều là khoa học, mọi thứ trên đời đều là nghệ thuật, mọi thứ trên đời đều là sự yêu thương. Năm 1847, một vụ hỏa hoạn xảy ra thiêu rụi cả hãng chế tạo kính của mẹ Mendeleev. Hai năm sau, bà đưa các con chuyển sang sống ở Moscow. Năm 1850, Mendeleev bắt đầu theo học ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg và tốt nghiệp vào loại xuất sắc năm 1855. Trong những năm học đại học, việc tập của Mendeleev bị gián đoạn thời gian vì khá dài, vì ông bị bệnh lao phải nằm liệt giường. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô và những nỗ lực của bản thân, sức khỏe của Mendeleev hồi phục và ông lại tiếp tục với những buổi học trên giảng đường. Sau khi tốt nghiệp, Mendeleev ở trường Đại học St. Petersburg làm công tác giảng dạy và nghiên cứu. Sau khi bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ, ông sang trường Đại học Heidelberg, Đức tiếp tục nghiên cứu dưới sự chỉ dẫn của nhà hóa học người Đức Robert Wilhelm Bunsen 2 năm rồi trở về, chính thức được phong giáo sư của trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg. Trong 30 năm làm việc tại trường này, Mendeleev là nhà sư phạm xuất sắc, góp phần đào tạo ra nhiều nhà khoa học lớn, vừa là một nhà bác học lỗi lạc với những công trình nghiên cứu về khoa học và các lĩnh vực khác nữa. Năm 1862, Mendeleev kết hôn với Feoza Nikita Lescheva, họ sống chung với nhau 20 năm, có một con trai, một con gái trước khi đi dị. Mendeleev kết hôn lần nữa với Anna Ina Ivanova Popova, một người hoạt động nghệ thuật và có thêm 4 người con. Năm 1869, Mendeleev thiết lập nền bảng tuần hoàn trên các nguyên tố hóa học, phân loại các nguyên tố dựa trên khối lượng nguyên tử và trên tính tuần hoàn về tính chất vật lý và hóa học của chúng. Lý luận về quy luật tuần hoàn các nguyên tố khoa học của Mendeleev không chỉ giúp cho việc dự kiến vị trí của các nguyên tố chưa tìm ra, mà có thể biết trước được những tính chất quan trọng của chúng. Giới khoa học toàn cầu ngả mũ thán phục Mendeleev, một nhà khoa học đã viết về ông. Trong lịch sử khoa học, ông dùng một chủ đề đơn giản mà gọi ra được cả thế giới. Mendeleev được mời làm giáo sư danh dự ở rất nhiều trường đại học của Nga. Các viện hàn lâm khoa học nổi tiếng ở London, Paris cũng mời ông làm viện sĩ danh dự. Xúc động trước những tình cảm trân trọng đó, ông nói: "Tôi hiểu sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm vinh dự đối với tôi, là còn là niềm vinh dự đối với nhân dân Nga." Tuy vậy, Mendeleev có hạn chế là không thoát khỏi ảnh hưởng của những quan niệm truyền thống cho rằng nguyên tố hóa học không thể chuyển hóa, không thể phân chia khi các nhà khoa học trên thế giới tìm ra các nguyên tố phóng xạ điện tử, chỉ ra sự biến đổi từ lượng sang chất của nguyên tử, thì Mendeleev lại ra sức phủ nhận tính phức tạp của nguyên tử và sự tồn tại khách quan của điện tử. Mendeleev mất ngày 2 tháng 2 năm 1907 ở tuổi 72 tại St. Petersburg vì bệnh tim. Trong đám tang Mendeleev, các học trò của ông đã trịnh trọng mang bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trên đầu đi sau để linh cứu, để tưởng nhớ công lao của ông đối với ngành hóa học. Vậy là bây giờ thì mình đã đọc xong về nhà hóa học Mendeleev. Xin chào tạm biệt các bạn.